Chẳng biết từ bao giờ người Việt Nam đã coi trọng việc uống trà là một tập tục tao nhã. Từ nhiều thế kỷ trước đây, ông cha ta đã xem uống trà là thú vui thanh đạm, tinh tế. Nó có tác dụng dinh dưỡng tinh thần, kích thích sự gợi mở, những suy tư lắng động. Thói quen uống trà của người Việt Nam đã trở thành một nét văn hóa đặc trưng của dân tộc. Trong mỗi gia đình hầu như đều có một bộ trà dùng để uống hoặc để đãi khách, là một cách để tĩnh tâm, giúp cho tâm hồn được thư giãn, quên bớt phiền não. Cho nên việc uống trà đã trở thành một triết lý sống, một nghi thức đặc biệt mang nhiều tính chất cao quý. Ngày nay, việc uống trà không chỉ còn dừng lại ở các loại trà xanh thông thường, mà còn rất nhiều loại được làm từ các loại lá và cây khác nhau như một thảo dược có lợi cho sức khỏe con người. Chính vì điều đó mà thôn Trang Xanh đã ra đời. Lúc đầu, thôn Trang chỉ là những người trọc lưu thưa cây, nắng gắt và khô cằn. Chính một tay ông Lợi, chủ trang trại, đã xây dựng tạo nên một thôn Trang Xanh như ngày nay với những hàng cây, bờ ao xanh mát. Ông Lợi cũng tâm sự rằng, khi ông thấy được giá trị của những cây thuốc trong nhân gian, thấy nó thực sự quá quý nhưng người dân chúng ta đã vô tình bỏ quên nó. Từ đó, ông đã nung nấu tâm huyết xây dựng và trồng các loại thảo dược quý để sản xuất trà và nuôi yến nhằm cho ra những sản phẩm thực sự chất lượng và tốt nhất. Không chỉ đơn thuần phục vụ giải khát, trà Moringa còn bổ sung thêm nhiều dinh dưỡng quan trọng và cần thiết cho cơ thể, góp phần phòng tránh một số bệnh đang phổ biến trong cộng đồng. Cây Moringa còn gọi là cây chùm ngây hay cây đội sinh theo tiếng Ấn Độ. Moringa chứa hơn 90 chất dinh dưỡng cần thiết cho sự tăng trưởng và duy trì sức khỏe của cơ thể, cao hơn hẳn so với các loại thực phẩm khác. Cụ thể, vi chất trong lá Moringa có tác dụng làm chắc xương, gia tăng sức đề kháng, giúp tái tạo hồng huyết cầu, làm sáng mắt, ổn định nhịp đập của tim, ngăn ngừa tiêu chảy, tăng cường khả năng tập trung của não bộ. Tổ chức Y tế Thế giới và nhiều quốc gia đã công nhận đây là nguồn dược thảo quan trọng trong việc ngăn ngừa và điều trị nhiều căn bệnh. Đặc biệt, lá Moringa còn chứa chất đạm, thường chỉ có trong các sản phẩm từ động vật như thịt, trứng, v.v. rất cần cho trẻ em đang lứa tuổi phát triển. Cây chùm ngây được xếp vào loại thực phẩm có nhiều dinh dưỡng và có lợi cho việc phòng ngừa bệnh tật nhất hiện nay. Vitamin C cao gấp 7 lần so với trái cam, vitamin A gấp 4 lần so với cà rốt, calcium nhiều hơn gấp 4 lần so với sữa, chất sắt gấp 3 lần so với cải bó xôi, chất đạm hay còn gọi là protein cao gấp 2 lần so với da ua, potassium nhiều hơn gấp 3 lần so với trái chuối, cần thiết cho óc và hệ thần kinh. Trà Moringa của thôn Trang Xanh với 98% lá chùm ngây nguyên chất, 2% lá cỏ ngọt mang hương thơm đậm đà tự nhiên. Sake còn gọi là cây bánh mì là loại cây được trồng ở Malaysia và các đảo Thái Bình Dương. Ở nước ta thấy nhiều ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Trái sake nấu chín là món ăn khá thú vị, đặc biệt các bộ phận như rễ, thân và lá của cây sake rất giàu dược tính. Bộ phận được sử dụng làm thuốc trị bệnh là lá, rễ, vỏ và nhựa cây. Qua nghiên cứu từ đặc tính nhiều công dụng của lá sake để kết hợp với một số thảo dược khác, công ty trách nhiệm hữu hạn thôn Trang Xanh đã cho ra dòng sản phẩm trà thực phẩm chức năng có tác dụng trừ ga cột sống. Lạc tiên hay còn gọi là chùm bao vì quả được bọc bởi một vỏ lưới, cây mọc tự nhiên ở ven rừng đồi núi. Ở Việt Nam, y học dân gian thường sử dụng chế biến thành trà lạc tiên để đặc trị chứng mất ngủ, ngủ hay mơ, v.v. được chiết xuất hoạt chất chế tác dược phẩm an thần giúp chống stress dành cho giới lao động trí óc luôn căng thẳng thần kinh, dẫn đến hậu quả suy nhược tim mạch cơ thể. Qua thực nghiên cứu từ đặc tính nhiều công dụng của cây lạc tiên, chùm bao để kết hợp với tim sen, công ty trách nhiệm hữu hạn thôn Trang Xanh đã cho ra dòng sản phẩm trà thực phẩm chức năng có tác dụng an thần chống stress. Từ xưa, người dân của nhiều nước trên thế giới đã sử dụng diệp hà châu hay còn gọi là cây chó đẻ trong việc điều trị nhiều bệnh như viêm gan, vàng da, lậu, lở loét, sỏi mật, cảm cúm, thống phong, v.v. Cây diệp hà châu còn có tên là cam kiềm, kiềm vườn, diệp hòa thái, lão nha châu, trân châu thảo, v.v. Qua thực nghiên cứu từ đặc tính nhiều công dụng của cây diệp hà châu hay còn gọi là cây chó đẻ để kết hợp với rễ cây nhàu, công ty trách nhiệm hữu hạn thôn Trang Xanh đã cho ra dòng sản phẩm trà thực phẩm chức năng có tác dụng nát gan giải độc. Cây nhàu còn gọi là cây ngao, nhàu núi, dầu, v.v. Từ lâu, nhân dân miền Nam đã dùng một số bộ phận như dùng rễ, lá và quả của cây nhàu làm thuốc.
Cây nhầu đã và đang được các cơ sở nghiên cứu sản xuất dưới nhiều dạng bào chế khác nhau, không chỉ để bồi dưỡng sức khỏe mà còn có tác dụng chữa một số bệnh. Từ đặc tính nhiều công dụng của cây nhầu để kết hợp với một số thảo dược khác, công ty trách nhiệm hữu hạn Thôn Trang Xanh đã cho ra dòng sản phẩm trà thực phẩm chức năng có tác dụng trừ phong khớp. Tất cả các cây dược thảo trà tại Thôn Trang Xanh được sấy khô bằng phương pháp sấy lạnh nên vẫn giữ nguyên được các chất dinh dưỡng thiên nhiên và đảm bảo được vệ sinh an toàn thực phẩm. Bên cạnh trồng và sản xuất các loại trà thảo dược, Thôn Trang Xanh còn đầu tư nuôi yến trong nhà. Xưa kia ai cũng nghĩ rằng chim yến chỉ sinh sống và làm tổ ngoài đảo khơi, nhưng gần đây đã có nhiều gia đình nuôi yến ngay tại nhà và Thôn Trang Xanh là một trong những nơi nuôi yến rất thành công. Không khí trong lành, yên tĩnh và có hồ nước mát là những yếu tố thích hợp giúp cho chim yến tìm đến cư trú. Chim yến thường sống có đôi, mỗi năm thường đẻ 3 lần, mỗi lần 2 trứng. Loài chim này không thể đậu trên cành, mà mỗi khi đáp xuống, chúng chỉ treo mình trên vách đá hoặc tường nhà. Theo các chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn nuôi yến, bí quyết thành công trong việc dẫn dụ chim yến trước hết là kỹ thuật dẫn dụ yến vào nhà, kế đến là môi trường phải thoáng mát, sạch, yên tĩnh, ít người lui tới. Trừ lúc làm vệ sinh hoặc chăm sóc các tổ chim non, những khung cây ván dành cho chim làm tổ phải mềm và tuyệt đối không có mùi vị khác thường. Yến làm tổ bằng chính nước bọt của chúng tiết ra rồi tự kéo thành sợi nhỏ, cuộn lại giống hình vỏ sò gọi là yến xào hay còn gọi là tổ yến. Sau khi chế biến, nó sẽ trở thành một loại thực phẩm quý hiếm mà xưa kia đã được xếp vào hàng bát trân. Tổ yến trong nhà rất dễ khai thác, chỉ cần biết bóc tách sao cho tổ còn nguyên vẹn là được. Để có một căn nhà nuôi yến thành công, phải biết cách quan sát hướng bay của đàn yến, mở lỗ ra vào và các lỗ liên phòng, liên tầng phù hợp. Ngoài ra, một điều quan trọng nữa là phải tạo ra môi trường thích hợp từ âm thanh, ánh sáng, nước, độ ẩm, mùi bầy đàn v.v. để chim cảm thấy đây là một căn nhà cũ đã có bầy đàn sống lâu năm. Tuy khó khăn là thế nhưng ông Lợi với những tâm huyết và nỗ lực đã tạo ra những sản phẩm yến chất lượng phục vụ cho cộng đồng, đem lại những lợi ích thiết thực.